Xin chào các anh chị nha. Chúc các anh chị một ngày làm việc vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Hôm nay siêu thị giày dép Đức Hoài lại có một cái dòng sản phẩm giày mới, thể thao, thời trang mới để giới thiệu cho tất cả các anh biết nha. Đôi giày cái hộp rất là sang trọng đúng không? Đấy. Mình xem chất lượng nó thế nào nha. Đây là cái túi hàng tiêu chuẩn, nó có cả túi sách đằng ngoài nha. Ôi, đôi giày rất là đẹp các bác ạ. Dáng rất là thon gọn, nhẹ, mềm. Đôi giày rất là mềm nha, siêu nhẹ luôn nha. Đấy. Chất lượng thì tuyệt vời luôn các bác. Đấy. Chống trơn, chống trượt. Đấy. Dáng rất là đẹp. Đường kim mũi chỉ, đường nét ép đế thẳng căng. Hàng xịn thì bao giờ những cái đường này nó cũng rất là thẳng nhá, không bao giờ nó dây keo các bác nhá, lưu ý cho em như thế nhá. Đấy, hàng rất là chuẩn chỉ luôn, à rất chuẩn chỉ nhá. Đấy, rất chuẩn chỉ, các bác nhìn cái dáng đẹp không. Đấy. Đấy, vào bên trong nó cũng có phiếu bảo hành nhá các bác nhá, đây là phiếu bảo hành nhá. Đấy. Bây giờ em sẽ đeo thử để cho các anh xem chất lượng dáng dấp thế nào nhá. Mời anh chị nhìn xuống chân nhá. Dáng rất là đẹp. Này mà mặc với quần thu tuyệt vời luôn. Đấy. Cái hàng này mà nhất là đối với các anh lái xe lái xiếc này đi thì chỉ có chuẩn chỉnh luôn. Các anh chị nhìn dáng đẹp không? Dáng rất là đẹp. Dáng tuyệt vời luôn. Đấy. Dáng tuyệt vời nha các bác nhá. Dáng chỉ tuyệt vời luôn. Các bạn nhìn ngang, riêng, nhìn thẳng. Đôi giày dáng rất là tròn chỉ, nó rất là đẹp. Đấy. Đấy. Chất lượng thì tuyệt vời luôn. Đấy. Có bác nào muốn sử dụng cái dòng giày này thì hãy để lại số điện thoại bên dưới nha. Chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn cho các anh chị ngay sau ít phút nha. Hàng đến tận nơi tay các anh chị kiểm tra chất lượng đạt tiêu chuẩn thì mới nhận hàng và trả tiền nha. Đấy, các anh chị nhớ là hàng chuẩn chỉ luôn, có đầy đủ hộp xốp, số điện thoại, rồi mã số mã vạch để truy xuất nguồn gốc nha, hàng chuẩn chỉ nha. Đấy. Có anh chị nào có nhu cầu cứ để lại số điện thoại nha. Xin chào nha, chúc các anh chị một ngày làm việc vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc nha.